Chào mừng quý vị đến với Chia sẻ để thành công, chuỗi trò chuyện với các lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu xoay quanh những vấn đề quản trị và kinh doanh thiết thực nhất. Trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn, chưa bao giờ hoạch định chiến lược nhân sự lại quan trọng như hiện nay. Việc tuyển dụng ồ ạt trước đây hay cắt giảm ngay khi gặp khó khăn có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài cho doanh nghiệp. Làm sao để quy hoạch chiến lược nhân sự dài hạn gắn kết với kế hoạch kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả? Chia sẻ để thành công xin kính mời quý vị tới hai diễn giả, chị Trương Bích Đào là giám đốc nhân sự công ty Nestle Việt Nam và anh Trần Đình Dũng là giám đốc điều hành của trung tâm tư vấn nhân lực Khuê Văn Academy. Xin cảm ơn hai diễn giả đã tham gia với Chia sẻ để thành công. Theo hai diễn giả thì thế nào là hoạch định chiến lược nhân sự và một cách đúng nghĩa? Theo tôi, hoạch định chiến lược nhân sự một cách đúng nghĩa thì nó phải bám sát và phải thỏa mãn được các cái nhu cầu cả ngắn hạn lẫn dài hạn của công ty theo cái định hướng và cái chiến lược của công ty. Và nó phải phù hợp với từng cái giai đoạn phát triển của công ty. Có nghĩa rằng phù hợp ở đây nó có nghĩa rằng là cái nguồn nhân lực đó nó phải theo được cái về cả cái chất lẫn cái lượng, cả về cái cần và cái đủ cho cái giai đoạn phát triển của công ty khi mà công ty đó mở rộng, phát triển hay là thu gọn, chuyển giao. Anh Dũng thì sao ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái gì chia sẻ của chị Đào. Đứng ở góc độ của một người làm công tác tư vấn và đào tạo, hoạch định chiến lược là chúng ta tìm ra được cái con đường đi, tìm ra được cái cách mà có thể tổng hợp, dung hòa được cái nguồn lực nội bộ kết hợp với cái nguồn lực ở bên ngoài để đưa công ty đi đến một cái mục tiêu. Mục tiêu đã được xác lập và đã được thông báo lan tỏa cho tất cả mọi người và mọi người cũng đồng lòng. Rồi lúc đó quay lại cái nội dung mà chị Đào vừa chia sẻ, nó phụ thuộc vào năng lực, nó phụ thuộc vào định hướng, nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố trong đó mà cái người làm kế hoạch người ta phải nhìn thấy trước, người ta phải biết trước điều đó để khai thác được tốt nhất cái nguồn năng lực, cái nguồn nhân lực ở trong nội bộ công ty. Vậy thì với cái cách hiểu đó thì theo anh chị thấy là cái việc hoạch định chiến lược nhân sự đang được thực hiện hiện tại trong các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào? Theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là các doanh nghiệp hiện giờ vẫn còn loay hoay với cái bài toán là về lượng, cái nhu cầu năng lực đó và dựa trên những cái chi phí dành cho nhân sự theo cái hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh hàng năm hơn là chú tâm đến cái trình độ về năng lực, về cái trình độ về chuyên môn của cái nguồn nhân lực đó cho một cái hoạt động dài hơi hơn của doanh nghiệp. Nói chung là còn khá là cứng nhắc, mang tính số lượng nhiều hơn là chất lượng, phải không ạ? Vâng, chỉ có thể hình dung nè, phòng nhân sự ấy, trong một số khá đông các cái doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam, đó là cái nơi mà cái tiếng nói ít nhất, ít hơn kinh doanh, ít hơn tiếp thị, ít hơn tài chính, có ít hơn sản xuất. Có vẻ như thế tại rất nhiều doanh nghiệp. Vâng, và phòng nhân sự lại là một cái nơi mà hầu như là thực hiện yêu cầu của lãnh đạo. Đấy. Và rót được ngân sách bao nhiêu là cố gắng thu vén làm tốt nhất trong trường đó. Hơn là người đưa ra chiến lược. Chứ không phải là cái người tham mưu cố vấn về mặt chiến lược, về mặt nguồn nhân lực cho lãnh đạo để... từ lãnh đạo cho đến từ nhân viên cao nhất đến nhân viên thấp nhất, tất cả đó một cái tổng hợp hài hòa để mọi người đồng lòng đi đến mục tiêu. Thế thì nếu như với cái cách hiểu là làm sao để đảm bảo một cái nguồn nhân lực đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng thời điểm theo cái nhu cầu kinh doanh yêu cầu thì chắc hẳn cái hoạch định chiến lược nhân sự tổng thể phải nhiều hơn rất là nhiều, chứ không chỉ đơn thuần là chiến lược tuyển dụng như nhiều người thường nghĩ. Vậy thì tại những công ty lớn như Nestle thì cái quá trình hoạch định chiến lược nhân sự tổng thể thì chị Đào sẽ thực hiện những hoạt động chính như thế nào? Đối với công ty của chúng tôi và bản thân tôi khi mà làm về nhân sự thì khi mà hoạch định một cái chiến lược nhân sự thì nó bao gồm rất là nhiều cái mảng khác nhau. Trong đó mình có thể đi theo cái gọi là chu kỳ cuộc đời của nhân viên trong một công ty. Nó sẽ bao gồm là tuyển dụng và đào tạo. Sau đó là mình phải quản lý các cái thành tích đóng góp của nhân viên như thế nào để nó sát với cái kinh doanh của mình và những cái ưu tiên của công ty vào từng cái thời điểm khác nhau. Sau đó mình phải đưa ra được một cái chiến lược về lương bổng như thế nào để khuyến khích được cái thành tích đóng góp của nhân viên, đồng thời gìn giữ được nhân tài. Cái mảng thứ tư nữa là bên cạnh đó chúng ta cũng phải làm sao để mà xây dựng được một cái kế hoạch kế thừa song song với cái việc xây dựng cái
kế hoạch phát triển nhân tài cũng như là lãnh đạo cho tương lai của công ty. Và một cái phần mà tôi thấy là nó không kém cái quan trọng trong cái tổ chức hiện giờ, đó là làm sao chúng ta có được những cái hoạt động để mà xây dựng được cái gắn kết của người nhân viên đối với công ty và với những cái giá trị cốt lõi của công ty. Vậy thì trong rất nhiều những cái hoạt động như vậy thì mình có tập trung vào những hoạt động khác nhau như thế nào tại thời điểm khác nhau không chị? Tất cả các hoạt động mình đều phải chạy song song. Tuy nhiên lúc đó cái tập trung của mình nó sẽ đặt vào cái phần tuyển dụng và đào tạo. Nhưng mà vào những cái thời điểm mà người nhân viên họ đắn đo hơn trong cái việc mà luân chuyển công việc, thì lúc đó mình phải tận dụng để mà mình tập trung vào cái chuyện mà xây dựng cái gắn kết của họ lâu dài với công ty. Tôi có vài số liệu từ Viện Năng suất Quốc gia gần đây cho thấy rằng cái năng suất lao động ở Việt Nam rất là thấp so với các nước trong khu vực. Ví dụ như là chúng ta chỉ bằng 1/5 so với Thái Lan, 1/15 so với Malaysia hay là 1/23 so với Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải trả một mức lương cao cho nguồn nhân lực mà năng suất thấp. Và điều đó cũng sẽ dẫn đến cái việc cào bằng thu nhập, khiến cho một số những cái người mà chất lượng cao nhưng lại không được hưởng cái mức lương tương xứng. Cá nhân tôi thì cho rằng đây là một cái hệ quả của cái việc hoạch định nhân lực mà thiếu khoa học và thiếu dài hơi. Thì không biết hai diễn giả thấy sao về cái thực tế này, anh Dũng? Chắc là cho tôi đứng ở góc độ người ngoài để tư vấn thì tôi nhìn thấy ở điểm thế này, người của mình không có dở, không có giảm, không có kém tí nào hết. Xét về mặt nhận thức, về mặt kỹ năng, về mặt tư chất nhân viên Việt Nam, người lao động Việt Nam giỏi, đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ và cũng rất chăm chỉ. Vậy thì tại sao năng suất lại thấp? Tuy nhiên nó có một cái điều thế này, là bởi vì nhân viên của chúng ta chưa có phân định rõ cái nào là tư việc và cái nào là công việc. Hoặc là đôi khi người ta nghĩ rằng là có lợi một tí, có lợi cho mình một tí chứ không phải có lợi cho tổ chức. Vì vậy cho nên cái việc mà giao thoa giữa việc công với việc tư nó còn rất là lớn. Vậy cho nên khi mà chúng ta đánh giá về chỉ tiêu năng suất, chúng ta thấy nó thấp. Bởi vì nếu mà người của mình mà dành toàn bộ về cái tinh lực để cho công việc thì mình có thể bỏ xa bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Nếu chúng ta làm điều đó cho tư nhân, cho việc riêng của mình, cho việc cá nhân của mình thì thực tế đã thấy rằng là người của mình rất là giỏi. Vì vậy cho nên ở đây, ngoài cái chuyện chính sách, ngoài cái chuyện quy trình, ngoài cái chuyện về thông tin truyền thông nội bộ hoặc là các cái chế độ thưởng phạt, làm sao về mặt ý thức để cho nhân viên chúng ta tách ra cái nào là tư việc và cái nào là công việc. Cái ý thức làm chủ rất là quan trọng. Chị Đào, chị thấy sao? Liên quan đến cái thị trường lao động, thì nếu như mà một cái tổ chức mà chúng ta tạo được một cái không khí cho người nhân viên họ phát huy được hết những cái tài năng của họ như vậy, nó sẽ lan tỏa cho những người còn lại và nó sẽ nâng cao tay nghề của người nhân viên. Nó sẽ giúp cho cái lực lượng lao động của chúng ta trong cái tổ chức đó, cũng như nói rộng ra hơn là trong cái thị trường Việt Nam, nó sẽ được nâng cao. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được một cái lợi thế là sẽ thu hút được, giữ được cái vị trí của mình trong cái việc thu hút đầu tư.